Con kính ảnh lễ Đức Tăng, con kính ảnh lễ Thường Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức, kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Vút Tá Cá, chương 4, bốn pháp, bài 110 La Mã. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang đi khởi lên dục tầm, sân tầm hay hại tầm, nếu tỷ kheo chấp nhận không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không đi đến, không hiện hữu, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo đang đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người không có nhiệt tình, không có sợ hãi, liên tục thường hằng biến nhát, tinh tấn hạ liệt. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang đứng, khi đang ngồi, khi đang nằm thức, khởi lên dục tầm hay sân tầm hay hại tầm, nếu tỷ kheo chấp nhận không có từ bỏ không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không đi đến, không hiện hữu, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo đang khi nằm thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là vị không có nhiệt tình, không có sợ hãi, liên tục thường hằng biến nhát, tinh tấn hạ liệt. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang đi khởi lên dục tầm, sân tầm hay hại tầm, nếu tỷ kheo không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu, thì này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang đi có sở hành như vậy, vị ấy có nhiệt tình, có sợ hãi, liên tục thường hằng tinh tấn, tinh cần, tinh tấn, siêng năng. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang ngồi, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang nằm thức, khởi lên dục tầm, sân tầm hay hại tầm, nếu tỷ kheo này không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu, thì này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang nằm thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là vị có nhiệt tình, có sợ hãi, liên tục thường hằng tinh tấn, liên tục thường hằng tinh cần, tinh tấn, siêng năng, khi đi hoặc khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, khởi lên ác tâm tư liên hệ đến gia đình, thực hành theo ác đạo, mờ ám bởi si mê, vị tỷ kheo như vậy không chứng vô thượng giác. Ai khi đi, khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, tập trung được tâm tư, ưa thích tầm chỉ tịnh, vị tỷ kheo như vậy chứng được vô thượng giác. Và hết. Và Cẩm Vân đã đọc bài xong, mến mời bằng tay kế tiếp. Và mời huynh nha, mời mời quý vị nha. À, sa thú lành thầy Sita Cẩm Vân. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin đã đọc Kinh Tiểu Bộ Y Tí Vút Tá Cá, chương 4, 110 La Mã. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang đi khởi lên dục tầm, sân tầm hay hại tầm, nếu tỷ kheo chấp nhận không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không đi đến, không hiện hữu. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo đang đi có sở hành như vậy, vì ấy được gọi là người không có nhiệt tình, không có sợ hãi, liên tục thường hằng biếng nhác, tinh tấn hạ liệt. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang đứng, khi đang ngồi,
khi đang nằm thức khởi lên dục tầm hay sân tầm hay hại tầm, nếu tỳ kheo chấp nhận, không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không đi đến, không hiện hữu. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo khi đang nằm thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là vị không có nhiệt tình, không có sợ hãi, liên tục thường hằng biếng nhác tinh tấn hạ liệt. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo khi đang đi khởi lên dục tầm, sân tầm hay hại tầm, nếu tỳ kheo không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu, thì này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo khi đang đi có sở hành như vậy, vì ấy là có nhiệt tình, có sợ hãi, liên tục, thường hằng, tinh tấn, tinh cần, tinh tấn, siêng năng. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo khi đang ngồi, này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo khi đang nằm, thức khởi lên dục tầm, sân tầm hay hại tầm, nếu tỳ kheo không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu, thì này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo khi đang nằm thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là vị có nhiệt tình, có sợ hãi, liên tục thường hằng, tinh tấn, tinh cần, siêng năng. Khi đi hoặc khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, khởi lên ác tâm tư liên hệ đến gia đình, thực hành theo ác đạo, mờ ám bởi si mê, vị tỳ kheo như vậy không chứng vô thượng giác. Ai khi đi, khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, tập trung được tâm tư, ưa thích tầm trí tịnh, vị tỳ kheo như vậy chứng được vô thượng giác. Dạ, Nam Mô Phật Thà, dạ, con xin được xuống. Các nguyên sĩ Tràng Đông, dạ, không biết còn ai không ha? À, còn Nguyên Tịnh với Sít Thanh Thủy có không? Sít Nhật Huỳnh. Còn có ba vị. Alo, xin truyền hình, mời xin truyền hình con mic cả nhà. Ok, mời xin. Dạ, xà thủ kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á. Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Răng Kha Giá. Còn thành kính đảnh lễ ân Đức Tâm Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên Sức Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tăng, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, còn vị nào chưa ôn bài không? Nhật Quỳnh kính mời bằng tay ạ. Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ, do đường nét Nhật Quỳnh có một chút xíu trục trặc nên Nhật Quỳnh vô trễ. Nên không biết có vị nào chưa ôn bài thì kính mời. Dạ, không thấy vị nào đưa tay. Dạ, con xin được ôn bài 110, tiểu bộ kinh 110 La Mã. Cảm ơn Vinh Quát Tha Na cho bài học. Kinh tiểu bộ Etiputtaka chương 4, bốn pháp, bài 110 La Mã. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo khi đang đi khởi lên dục tầm, sân tầm, hai hại tầm, nếu tỳ kheo chấp nhận không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không đi đến, không hiện hữu. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo đang đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người không có nhiệt tình, không có sợ hãi, liên tục thường hằng biến nhát tinh tấn. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo khi đang đứng vân vân, khi đang ngồi vân vân, khi đang nằm thức khởi lên dục tầm hai sân tầm hai hại tầm, nếu tỳ kheo chấp nhận không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không đi đến, không hiện hữu. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo khi đang nằm thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là vị không có nhiệt tình, không có sợ hãi, liên tục thường hằng biến nhát tinh tấn hạ liệt. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo đang đi khởi lên dục tầm, sân tầm hay hại tầm,
Nếu tỳ kheo không chấp nhận từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt đi đến không hiện hữu, thì này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo khi đang đi có sở hành như vậy, vị ấy có nhiệt tình, có sợ hãi liên tục thường hằng tinh tấn. Tinh cần tinh tấn. Siêng năng, này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo khi đang ngồi, này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo khi đang nằm, thức khởi lên dục tầm, sân tầm, hai hại tầm. Nếu tỳ kheo không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu, vân vân, thì này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo khi đang nằm, thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là vị có nhiệt tình, có sợ hãi liên tục thường hằng, tinh cần tinh tấn. Siêng năng, khi đi hoặc khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, khởi lên ác tâm tư, liên hệ đến gia đình, thực hành theo ác đạo, mờ ám bởi si mê, vị tỳ kheo như vậy không chứng vô thượng giác. Ai khi đi, khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, tập trung được tâm tư, ưa thích tầm chỉ tịnh, vị tỳ kheo như vậy chứng được vô thượng giác. Dạ, bản chánh văn đã chấm hết. Con xin thành kính đảnh lễ tri ân chư trung đức, nhục bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, còn 4 phút nữa. Dạ, kính chào anh chị Phan Quang Liêm. Dạ, con thành kính đảnh lễ đại đức và Quang Lâm vào đạo tràng. Dạ, còn 4 phút nữa, còn vị nào chưa trả bài hay không? Dạ, nếu vị nào chưa trả bài, xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên. Dạ, con không có thấy vị nào đưa bàn tay hết. Dạ, con thấy có Thượng Tọa Pháp Thân vào đạo tràng rồi. Dạ, sư cho phép con cung thỉnh Pháp Sư trước mấy phút không bạch sư? Nếu sư cho phép, sư có ở trước máy, sư cho con một tín hiệu để con cung thỉnh Pháp Sư à. Sa thú, kính cảm ơn Huynh Vách Tha Ná, Cẩm Vân, cô tu nữ Tệ Duyên, Xích Rạng Đông. Và không biết còn vị nào đã trả bài nữa thì Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả. Và bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Thượng Tọa Pháp Tân dạy bài học ngày hôm nay là Tiểu Bộ Kinh câu 111. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. 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 Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Hồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, ma đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Ya. Trước khi con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Và cảm ơn Minh Quách Tha Ná đã cho bài học. Bài học hôm nay, Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 4, 4 pháp, phẩm 1,
bài 111 La Mã. Này các tỳ kheo, hãy sống đầy đủ giới, đầy đủ giới bổn. Bati Mokha được chế ngự với chế ngự. Bati Mokha, hãy sống đầy đủ oai nghi chánh hạnh, hãy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các pháp. Đã sống đầy đủ giới, này các tỳ kheo, đầy đủ giới bổn. Bati Mokha được chế ngự với sự chế ngự của giới bổn. Bati Mokha, sống đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Còn có gì cần phải làm thêm nữa? Này, nếu tỳ kheo trong khi đi tham sân được từ bỏ, hôn trầm thủy miên được từ bỏ, trạo hối được từ bỏ, nghĩ được đoạn tận, tinh cần tinh tấn không có thụ động, niệm được an trú không có thất niệm, thân được khinh an không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo trong khi đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người có nhiệt tâm, có sợ hãi liên tục, thường hằng tinh tấn siêng năng. Nếu tỳ kheo trong khi đứng, vân vân, nếu tỳ kheo trong khi ngồi, vân vân, nếu tỳ kheo trong khi nằm, thức tham được từ bỏ, sân được từ bỏ, hôn trầm thủy miên được từ bỏ, trạo hối được từ bỏ, nghi được đoạn tận, tinh cần tinh tấn không có thụ động, niệm được an trú không có thất niệm, thân được khinh an không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo trong khi đang nằm thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là nhiệt tâm, có sợ hãi liên tục, thường hằng tinh tấn siêng năng. Khi đứng biết tự chế, ngồi nằm biết tự chế, tỳ kheo biết tự chế. Khi co tay duỗi tay, phía trên ngang cùng khắp, xa cho đến cùng tột, bất cứ sanh thú nào ở tại thế giới này, khéo quan sát sanh diệt của tất cả pháp uẩn. Sống như vậy nhiệt tâm, tâm chỉ định đúc pháp, tâm an tịnh không động, thường xuyên chuyên học tập, liên tục thường xuyên năng, tỳ kheo được gọi vậy. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít chánh sư ạ. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, kính chào Đại Đức Tể Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Bài học hôm nay là cái bài học gần cuối cùng của kinh Như Thị Thuyết ở trong tiểu bộ kinh, cho nên chúng ta còn cái buổi học sau cùng là đã chấm dứt cái phần kinh Phật thuyết như vậy. Cái bài học hôm nay là bài học số 111 La Mã, và cũng theo thông lệ thì trước khi giảng bài học thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phagavantang Apivadeni, nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn,
Sakato Phagavata Thammo Thammang Nammasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thiết thực hiện tiền vượt thời gian đến để chứng ngộ. Subhati Bano Phagavato Sawakasangho Sankang Nammasami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Do đức lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, cảm ơn cô Đặng Đông, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Và ở trong cái bài học hôm nay đó thì Đức Phật ngài nói nếu một vị tỳ kheo sống đầy đủ giới bổn, đầy đủ giới, đầy đủ giới bổn được chế ngự và giới chế ngự giới bổn, hãy sống đầy đủ quay nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp, sống đầy đủ giới. Này các tỳ kheo, đầy đủ giới bổn ba tỳ mốc kha. Trước nhất là chúng ta thấy cái chữ giới là từ cái chữ sila. Sila ở đây có nghĩa là nó là một cái hàng rào. Giới như là một cái định nghĩa ở trong thanh tịnh đạo, đó là hàng rào để ngăn ngừa những tội lỗi. Hay giới là một trong cái tạo nên cái nội tâm không có hối hận, hối tiếc ở trong cái hành vi của chính mình. Giới là cái sự chủ tâm gìn giữ, chứ không phải là nó là tự nhiên. Vậy vì các cái vị, các người, các chúng sinh mà ở cõi trời, ở cõi, ở Bắc Cư Lưu Châu đó, thì người ta có cái giới tự nhiên. Còn giới ở trong cái cõi nhân loại chúng ta gọi là Nam Thiệm Bộ Châu Chú Đi Ba đó, thì giới là phải do sự chủ tâm gìn giữ, gìn giữ. Như vậy cái chữ giới là có thể hiểu là mình sự chủ tâm để ngăn ngừa những cái lỗi lầm, cái sai trái, cái hành vi của mình là giới. Cái chữ ba ti mốc kha mà thường là trong người ta phiên âm là ba la đề mộc xoa, bên Bắc truyền Hán Tạng ấy, thì ba la đề mộc xoa tức là những cái điều học, những học. Thì chúng ta biết ở trong luật tạng Bali của chúng ta đó, thì một vị tỳ kheo có 227 giới, 227 giới, bộ gồm cả ưng học pháp, ưng xả đối trị, rồi khinh nhu gì đó, bất cộng trụ, tăng tàng, là vân vân. Thì đó là những cái điều học được Đức Phật chế định. Ở bên Hán Tạng thì người ta có 250 giới, hoặc là bên Bali Tạng Tỳ Kheo Ni của chúng ta là 311 giới, trong khi Hán Tạng Tỳ Kheo Ni là 348 giới. Đó là cái sự khác biệt giữa cái giới điều, giới điều mà chúng ta xin thọ trì. Chúng ta biết đó là ở trong luật tạng Bali đó, luật tạng khởi đầu. Cho nên là đây là những cái điều học mà phải nói, những cái giới luật mà chúng ta đọc qua đó, chúng ta thấy nó gần gũi với cái đời sống tăng đoàn thời kỳ Đức Phật. Thời kỳ Đức Phật thì ở đây Đức Phật ngài nói rằng nếu như một vị tỳ kheo sống đầy đủ
sống đầy đủ, đầy đủ chế ngự, đầy đủ về giới bổn, được chế ngự với sự chế ngự về giới bổn. Thì ở đây đó là những cái điều học được Đức Phật ngài ngài dạy. Ở trong đó có những điều khinh, tức là điều nhẹ và điều nặng, điều trọng và điều khinh, đó là như vậy. Trong tứ thanh tịnh giới thì chúng ta biết rằng trong tứ thanh tịnh giới thì Đức Phật đầu tiên là ngài nói là giới bổn thanh tịnh giới, tức là những cái điều học mà đòi hỏi một vị tỳ kheo cần phải học tập, học tập hiểu rõ được những điều nào khinh, điều nào trọng, tức là điều nào nhẹ, điều nào nặng, chúng ta phải biết. Và như thế nào là phạm, như thế nào là không phạm, thì vị tỳ kheo phải biết rõ. Cho nên cái giới bổn thanh tịnh giới thì cái là những cái cần phải có cái sự am tường, am tường, tức là mình phải biết rõ được những cái điều học đó khinh nhu, khinh trọng, khinh như thế nào, nặng nhẹ như thế nào, điều nào phạm nặng, điều nào phạm nhẹ, mình biết rõ. Đó là nói giới bổn thanh tịnh giới. Cái thứ hai nữa đó là nói đến thu thúc thanh tịnh giới. Thu thúc tịnh giới ở đây đó là cái sự chánh niệm. Trong mỗi cái oai nghi của mình, đi, đứng, nằm, ngồi, mắt, thấy, tai, nghe, mũi, ngửi, lưỡi, nếm, thân, xúc, chạm, tâm mình suy nghĩ, đều có cái chánh niệm. Đều có cái chánh niệm, có cái sự thu thúc. Thu thúc ở đây là sự phòng hộ các căn bằng chánh niệm. Các căn bằng chánh niệm. Bởi vì nếu mà các căn chúng ta gìn giữ, chúng ta trong hàng ngày chúng ta tiếp xúc với các cái trần cảnh mà chúng ta không có chánh niệm, thì dễ dàng sinh cái phiền não lên, từ cái việc mà ái tham, đắp mà chấp đắm ở trong ngũ dục, hoặc là sự không hài lòng, giận dữ, khó chịu đối với những cái khi mà các căn chúng ta tiếp xúc với các cảnh trần cảnh. Như vậy thì Phật dạy chúng ta đó là cái thu thúc thanh tịnh giới ấy, thì cần có cái chánh niệm. Chúng tôi nói một cách khái quát nhất, rồi sau đó chúng tôi sẽ giải thích vì sao mà Đức Phật ngài dạy là ở trong nội dung cái bài kinh này là cần có cái chế ngự giới bổn ba ti mô kha, tức là giới bổn ba la đề mục xoa là vậy. Cái thứ ba đó là trong cái điều giới thứ ba này nó là gì? Đức Phật ngài nói là cần phải có một cái, một vị tỳ kheo cần phải có một cái đời sống chánh mạng, chánh mạng. Chánh mạng tức là mình nuôi mạng của mình bằng những cái điều, những cái việc làm chân chánh, không nó trái ngược lại với lại cái chánh mạng đó là tà mạng. Ví dụ như là cái việc làm của một vị tỳ kheo của chúng ta biết được ở trong chánh pháp đó, là cái việc hành trì giáo pháp của Đức Phật, tức là thực hành giới, định và tuệ. Rồi chúng ta thuyết giảng giáo pháp, hoặc là những việc làm nào mà chúng ta phụng sự cho cái việc mà làm cho cái việc mà hoằng truyền cái giáo pháp này được tồn tại lâu dài, đó là việc làm của một vị tỳ kheo. Còn nếu mà mình làm những cái việc gì mà nó ngoài cái việc làm chính thức của một vị tỳ kheo, ví dụ như chúng ta xem bối tướng, chúng ta xem ngày giờ, chúng ta xem hướng, nói theo cách khác là người ta xem sĩ để được người ta đáp đền cái công lao của mình như thế nào đó, thù lao như thế nào, thì cái
từ nơi cái việc mà người ta đáp đền đó, thì cái đó không đúng là chánh mạng mà là tà mạng. Hoặc là một vị tỳ kheo không lề làm các cái nghề nghiệp mà như là ở bên ngoài, ví dụ như ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy nè, Vasistha nên biết, biết Vasistha tức là một cái ông, một cái người Bà La Môn, cái người đàn ông Bà La Môn, đạo Bà La Môn. Đức Phật Ngài nói là Vasistha nên biết, một vị tỳ kheo gọi là Bà La Môn á, không phải là làm các cái nghề nghiệp. Thì ví dụ như là bây giờ mình làm lúa, làm gạo, làm nông nghiệp thì người ta gọi đó là bác nông dân. Rồi mình làm một cái gì lương y để chữa bệnh thì người ta gọi mình là thầy lương y. Rồi mình làm một cái nghề gì đó thì người ta gọi mình là cái nghề đó thôi. Hoặc là mình làm người buôn bán thương mại thì người ta gọi là mình là người thương buôn. Ví dụ như vậy. Thì ở đây Đức Phật Ngài nói là ở đó không phải là qua những cái nghề đó đó thì Phật gọi là không phải là một vị Bà La Môn. Xin lỗi, đúng rồi, Phật dạy là không phải là một vị Bà La Môn trong cái nghĩa của một vị tỳ kheo. Vì vậy cho nên là một vị tỳ kheo chân chánh là không có làm những cái nghề nghiệp gì mà ngoài cái phận sự của một vị tỳ kheo là tu tập truyền đạt quan truyền giáo pháp này. Chứ không phải là những cái việc mà một vị tỳ kheo để có được những cái lợi lộc, những cái gì đó từ nơi cái nuôi mạng của mình, nuôi mạng của mình. Và nếu một vị tỳ kheo á, chúng ta thấy rằng là nếu mà một vị tỳ kheo không có được cái sự hộ độ của những người đàn tính, tức là người ta không có cúng dường á, thì mình phải đi trì bình khất thực thôi. Trì bình khất thực, nếu người ta không có trai tăng cúng dường thì mình cũng phải là tự động đi khất thực, đi khất thực. Và không vì cái điều gì đó, vì cái lợi lộc nho nhỏ gì đó mà mình sống một cách tàn, mà đòi hỏi một vị tỳ kheo cần có một cái đời sống chánh mạng. Chánh mạng thì cái chánh mạng này đó, cái đời sống mà gọi là giới chánh mạng thanh tịnh giới đó, thì nó cần có một cái sự tinh tấn. Nếu mà mình không có sự tinh tấn thì không thể nào. Nếu bây giờ đó là một vị tỳ kheo được cái sự hộ độ của những người Phật tử thì mình phải tinh tấn tu tập ra sao thì người ta mới hộ độ cho mình. Hoặc là một vị tỳ kheo mà phải tinh tấn mới có thể đi trì bình khất thực được, đi khất thực ở vào làng sớm được. Chứ còn mình lười, mình không có sự tinh tấn thì không thể nào. Bởi vì một vị tỳ kheo mà đi chân không, đầu đội trời, chân đạp đất mà để rồi mình đi dù nắng, gió, mưa gì đi nữa, trưa nắng gì đi nữa thì mình cũng phải tinh tấn. Chứ không tinh tấn là không được. Rồi mình phải thể hiện cái việc tu tập của mình bằng cái sự tinh tấn nỗ lực của chính mình. Thì những người đàn tính người ta mới hộ độ cúng dường trai tăng được. Đó là cái đời sống chánh mạng. Nếu mà đời sống chánh mạng có đó, là cái đòi hỏi một vị tỳ kheo cần phải có cái sự tinh tấn. Cái giới thứ tư nữa đó, ở đây muốn nói tới tức là quán tưởng thanh tịnh giới. Trong bốn cái món vật dụng mà một vị tỳ kheo thọ dụng đó, như chúng ta được biết là bốn món vật dụng, từ y phục, vật thực, thuốc chữa bệnh, cho đến những cốc liêu sàng tọa đó, cốc liêu, thì một vị tỳ kheo thọ dụng một trong bốn món đó đều phải quán tưởng. Chứ không phải là như ở bên ngoài người ta ăn thì người ta ăn sao thì ăn, ta thích cái gì người ta tìm cái đó người ta ăn. Nhưng mà vị tỳ kheo cần phải có cái sự quán tưởng trước khi thọ dụng vật thực đó, món vật thực đó. Hãy vật thực này là để nuôi mạng này, để tu tập, chứ không phải ăn để làm đẹp như những cái người người mẫu, những cái người phụ nữ làm đẹp. Chúng ta ăn cũng không phải là để khỏe mạnh như những lực sĩ để đấu vật, không phải. Chúng ta ăn không phải để thỏa thích ham vui trong đó, mà chúng ta dùng cái món vật dụng đó, hãy quán tưởng là vật thực này khi chưa vào cổ
thì nó là đáng, nó thấy nó là đẹp đẽ, nó dẫn như vậy. Nhưng mà rồi đó là khi mà đã vào cổ rồi thì nó trở thành bất tịnh và đáng nhầm gớm, đáng nhầm gớm. Ví dụ như bây giờ này, chúng ta ăn vô trong cơ thể của chúng mình rồi, của mình rồi, bây giờ mình bị cái lý do gì đó mình ói ra thì mình đâu dám ăn lại cái món đó đâu. Cho nên cái vật thực này mà khi chưa vào cổ thì nó màu sắc rồi nó đẹp đẽ, nó thơm tho theo cái nghĩa tương đối nha, thì rõ ràng là vậy, theo cái khẩu vị của chính mình. Nhưng mà đã vô trong khỏi cổ mình rồi thì nó là gớm. Cho nên vị tỳ kheo thọ dụng các cái món vật dụng đó cần phải có một cái sự suy xét, thẩm sát, suy xét. Từ cái vật thực cũng vậy, y phục cũng vậy. Cái y phục mà thọ dụng đó chưa mặc vô trong cơ thể của mình một ngày thì mình giặt nó thơm tho vậy ha. Nhưng mà mặc vô trong cơ thể của mình rồi, mồ hôi nó ra rồi nó bám vô trong cơ thể mình, thì sự thật ra là người ta đi gần mình á, người ta không, người ta mình á thì không thấy hôi, nhưng mà người ta thấy hôi trong vòng một ngày là cái quần áo, y áo của mình nó đã hôi rồi. Cho nên là mình mặc cái vật, mình mặc cái y á, thì nghĩ rằng là quán tưởng rằng là để che cái cơ thể này, che cơ thể này, tránh đi cái sự lõa lộ xấu hổ, hoặc là để tránh đi cái mũi mồng rắn rít gì đó, nó xâm hại mình và nó tấn công mình thì mình phải che, hoặc là che nắng che mưa để khi mà lạnh hoặc là nóng. Đó là chúng ta quán tưởng như vậy để chi? Chúng ta đừng có thỏa thích trong cái việc mặc của mình, trong cái việc ăn của mình. Bởi vì đó, nghĩ nó là như một phương tiện để chúng ta thọ dụng nó thôi. Ví dụ như chúng ta nói một điều đó là y áo của chư tăng, thì cả quý vị thấy rằng là cả ngàn đời, cả hơn 2000 năm nay rồi, thì Đức Phật chế định luật sao thì giờ mình cũng bận y chang vậy, nó có khác. Còn ngoài thì người ta còn mod, còn modern, đủ thứ chuyện trên cuộc đời ha. Người ta cách điệu cây này, cách điệu cây kia. Ở đối với người tu thì mặt nó chỉ là kính thôi. Còn bên ngoài người ta mặc thì người ta không phải là chỉ che chính kính không, mà còn làm đẹp nữa. Ở bên ngoài là người ta ăn không phải là để nuôi sống bản thân, mà người ta nói ăn phải là ngon, đó là như vậy. Rồi cốc liêu cũng vậy, tức là sang tỏa đó. Ở bên ngoài thì người ta ở không phải là chỉ che nắng che mưa, mà người ta ở còn phải sang nè, còn phải đẹp nè, còn phải thể hiện đẳng cấp nè, ví dụ vậy. Còn ở trong cái người tu, người tu thì mình ở chỉ là che nắng che mưa thôi. Cốc liêu am thất của mình, của một vị tỳ kheo là như vậy. Cho nên khi mà đến cái bốn cái món vật dụng hoặc là thuốc chữa bệnh, cái phương tiện để chữa bệnh, thì nó vừa chừng để chúng ta thọ dụng, chứ không phải là để chất chứa, không phải là để chất chứa. Cả bốn món vật dụng, y phục, vật, thuốc chữa bệnh và liêu cốc thì nó cũng chỉ là phương tiện để giúp cho chúng ta nuôi sống cái cơ thể này, để chúng ta tu tập mà thôi. Chúng ta nghĩ nó như là một phương tiện, suy xét nó như là một phương tiện. Cho nên cái giới thứ tư này đó là gọi là quán tưởng thanh tịnh giới, thì cần có một cái trí suy xét nhạy bén. Như vậy thì trong bốn cái giới bổn, trong bốn cái thanh tịnh gọi là tứ thanh tịnh giới đó, thì ở đây đó là thứ nhất là giới bổn thanh tịnh giới thì cần có cái sự am tường, hiểu rõ được những điều học mình đã thọ trì, mình đã sinh phát nguyện để thọ trì, ngăn ngừa bằng sự chủ tâm của chính mình. Cái thứ hai nữa đó là thu thúc thanh tịnh giới thì cần có cái chánh niệm, tức là trong các căn của mình, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, trong các cái quan nghi đi đứng nằm ngồi, mình cần phải có một cái chánh niệm, chánh niệm. Cái thứ ba nữa là chánh mạng thanh tịnh giới thì chúng ta cần có một cái sự tinh tấn nỗ lực trong đời sống hàng ngày, tu tập của chính mình.
Và cái thứ tư là quán tưởng thanh tịnh giới thì cần có cái trí tuệ nhạy bén để chúng ta suy xét. Trở lại trong cái bài học hôm nay đó, thì Đức Phật ngài dạy cho một vị tỳ kheo đầy đủ về giới bổn ba ti mốc kha, tức là giới bổn ba la đề mộc sa, người ta phiên âm là như vậy. Thì hãy sống đầy đủ các quan nghi hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp, sống đầy đủ giới bổn này các tỳ kheo, đầy đủ giới bổn ba la đề mộc sa. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là mình phải biết thấy lỗi trong các nhỏ nhặt, trong cái lỗi nhỏ nhặt. Thì ở đây đó, với cái người tu, đặc biệt là một vị tỳ kheo đó, thì nếu mà một người có chánh niệm thì quý vị thấy rằng là mình mới có thể thấy được trong các cái lỗi nhỏ nhặt của chính mình, nhỏ nhặt của chính mình. Cho nên là chúng tôi nhớ ngày xưa chúng tôi đến chùa Sư Lý chúng tôi học đó, quý vị, cách đây cũng khoảng 27-28 năm. Thì quý vị biết rằng mỗi chiều các vị chư tăng thường thường có cái sám hối với nhau, chứ không phải là để tới ngày Bồ Tát Ubosatha là ngày 30 ngày rằm mới là sám hối không đâu. Mà hàng ngày các vị thấy biết rằng nhiều khi trong cái suy nghĩ của mình, cái nói năng của mình và cái hành động của mình vô tình mà mình đã có những cái phạm những cái lỗi nhỏ nhặt. Mà đối với một vị tỳ kheo thì cần phải thấy được những cái lỗi nhỏ nhặt của mình, mình mới sám hối với nhau. Người ta muốn chắc ăn á, muốn cho nó đảm bảo cho cái việc tu tập mình giới được thanh tịnh á, thì ngoài cái việc mà mình chánh niệm trong đời sống hàng ngày thì mình cần phải sám hối, gặp chư tỳ kheo là sám hối với nhau, chứ không phải đợi tới mà rằm 30 thì chúng ta mới sám hối rồi. Cho nên là chiều, mỗi chiều tụng kinh xong là sám hối nha, để mình phản tỉnh lại chính mình, nhìn nhận lại chính mình. Thì bây giờ á, để mà mình phản tỉnh được mình á, thì trong các cái quay nghi của mình, đi đứng nằm ngồi, mình cần phải có chánh niệm. Chánh niệm là sao? Là mình ghi nhận, mình biết rõ. Chánh niệm tỉnh giác là vậy, mình biết rõ. Chỉ có chánh niệm mình mới có thể thấy trong những cái khoảnh khắc ngắn ngủi nhất á, mình mới thấy được những cái lỗi nào mà mình nhiều khi á, quý vị thấy rằng á, là mình nói năng vậy, mình suy nghĩ vậy, nhưng mà cái tư tưởng của mình á, nó khởi lên những cái tạp niệm mình khởi lên bởi dục tư duy, bởi hận tư duy hoặc là bởi hại tư duy đó. Chỉ cần khởi lên thôi, quý vị thấy rằng á, là nhiều khi mình khởi lên cái ý nghĩ như vậy thôi, thì nó lại là tạo ra cái lỗi lầm, cái lỗi lầm bằng cái ý nghiệp của chính mình, cái ý nghiệp của mình. Mà lâu ngày chạy tháng với cái thời gian mà mình để cho cái tâm của mình bị tạp niệm đó, bởi dục tư duy, bởi hận tư duy, bởi hại tư duy đó, thì mình không có kiểm thúc được, không có kiểm thúc được cái tâm của mình. Cho nên là mình nghĩ quấy, nghĩ bởi dục tư duy, tức là cái tham á, tham ái hay là tham dục, ta khởi lên cái nghĩ đó. Và chính vì vậy cho nên là Đức Phật ngài dạy rằng một vị tỳ kheo cần có cái sự thu thục bằng cái chánh niệm. Khi mà mình hiểu rõ được giới bổn, cái điều mà Đức Phật ngài đã dạy như vậy, điều này khinh, điều này trọng, điều này nặng, điều này nhẹ, biết như thế nào được gọi là phạm, như thế nào là chỉ là giới ô nhiễm, như thế nào gọi là giới trong sạch, như thế nào là giới bị đứt, như thế nào là giới bị ô nhiễm. Thì đối với một vị tỳ kheo phải hiểu rõ được những cái điều học mà mình đã thọ trì. Mà để mà mình có được cái sự kiểm thúc tốt như vậy đó bằng chánh niệm, thì đòi hỏi một cái vị tỳ kheo mình là phải có chánh niệm trong đời sống hàng ngày, mình mới kiểm thúc được cái tâm của mình.
Chứ còn không thôi là mình nhất được nhất cử nhất động thì dễ xảy ra những cái lỗi lầm lắm. Chúng ta thấy rằng nhiều khi rồi cái thân hành động của mình hành động ra thì người hoặc là mình tà hạnh, hoặc là mình sát hại sinh vật, hoặc là mình trộm đạo, mình rình rập mình, hoặc là lường gạt lấy của người ta, vân vân và vân vân. Thì như vậy đó, thì cái tâm của mình bắt đầu nó đã khởi lên rồi, nó khởi lên rồi. Mình khởi lên mình mới thấy, mình mới hành động. Mà cái hành động á, thì người ta mới thấy được. Còn cái tâm của mình khởi lên thì ngoại trừ bậc thánh có tha tâm thông thì người ta mới biết tâm mình ra sao thôi. Chứ còn mình khởi lên những cái tư duy mà gọi là dục tư duy, tức là ái tham á. Ái tham nó khởi lên, người ta đâu có thấy, đâu có biết. Hoặc là hận tư duy mình khởi lên á, thì người ta cũng đâu biết. Mới khởi lên đó, tâm mới khởi lên đó. Chứ hành động chưa hành động, nói năng chưa có nói năng, người ta sao mà người ta biết được. Nhưng mà khi mà mình đã hành động, khi đã mình đã nói năng bằng với những cái tâm bất thiện của chính mình, bởi dục tư duy, bởi hận tư duy, hoặc là bởi hại tư duy, thì đó là khẩu nghiệp, đó là thân nghiệp. Nhưng mà bắt nguồn từ ở cái ý nghiệp của mình. Cho nên Phật dạy rằng là một vị tỳ kheo có cái sự thu thúc trong chánh niệm, đi đứng nằm ngồi, nó là hết sức là trong đời thường, hết sức là đời thường. Nhưng mà đời thường nó là một phương pháp tu tập cho thân và tâm của mình, thân và tâm mình. Cho nên cái người mà tu tập chánh niệm, đi biết đi, nằm biết nằm, nói năng biết nói năng, nói năng thì mình biết là mình nói như thế nào để đừng tạo ra cái nghiệp bất thiện. Chỉ có những cái sự tư duy bất thiện mới khởi ra cái lời nói bất thiện thôi. Bởi vì cái lời nói bất thiện á, là ác khẩu, nói dối, hoặc là nói những lời ác khẩu, hay nói những lời đôi chối, nói lưỡi đôi chiều, trong kinh gọi là nói lưỡi đôi chiều. Mình khởi lên cái tư duy, cái suy nghĩ gì giận ai, muốn trả thù, gì bực bội ai, muốn làm tổn thương người khác, vân vân, mà mình nói lên. Cho nên là cái hành động của cái lời nói đó, cái lời nói nó khởi lên là bắt nguồn từ ở cái mình thất niệm, mình không có chánh niệm. Mà chánh niệm phải thấy rõ, biết rõ được. Biết rõ ở đây đó là biết rõ ở, trước nhất là quý vị thấy rằng mình nói như vậy nó có phát xuất từ ở cái tâm bất thiện hay không. Nếu mà phát xuất bằng cái tâm sân hận, hay là cái tâm hận thù, trả thù, nội tỏ, tổn hại, làm não hại mọi cái người, cái đối phương nào đó, thì chúng ta thấy rằng cái tâm mình khởi lên, cái tâm cái người đó khởi lên, khởi lên những cái suy nghĩ bất thiện. Cho nên nếu mà mình khởi lên thì mình biết là mình nghĩ như vậy đó là không phải là tâm thiện được, mà khởi lên bằng với cái tâm từ, tâm bi, tâm từ thì mình mới có thể mát mẻ người ta được. Khởi lên bằng với cái tâm từ mình mới có thể nói những lời tốt được. Khởi lên bằng với cái tâm từ mình mới có là đem lại cái sự mát mẻ cho chúng sinh khác được. Như vậy thì do mình tu tập về có chánh niệm, cho nên là mình khởi cái lời nói của mình lên, hoặc là cái hành động của mình lên, thì bằng khoát sức từ ở cái tâm từ của mình. Cái thứ hai nữa đó là mình phải thấy rằng là cái lời nói này nè, nó có làm tổn hại đến ai hay không. Chúng ta phải suy xét như vậy. Mà chỉ có những người có chánh niệm thì mình mới thấy rằng có tổn hại hay là không tổn hại. Còn là chúng ta nói theo cái sự thỏa thích của chính mình mà nó được xui khiến bởi tâm sân, nó được xui khiến bởi tâm não hại, hay hoặc là được xui khiến bằng với cái tham dục, cái tâm tham dục, thì không thể nào là thiện được.
Cho nên là mình phải thấy rằng nếu mà mình khởi lên những cái ý nghĩ bất thiện như vậy thì cái quả báo xấu nó ra sao? Chỉ là lời nói thôi. Chỉ là lời nói thôi. Cho nên cái lời nói của mình tuy rằng như vậy nhưng mà nó mau lắm quý vị. Cái tâm của mình nó mau lắm. Lời nói nó phát xuất ra đó, nhưng mà cái tâm của mình đã nghĩ rất là nhiều rồi. Một thoáng chốc qua đó thì nó có cái sự bằng với khởi lên bằng với cái tâm bất thiện rất là nhiều. Cho nên mình nói ra nó phát xuất từ ở cái tâm sân, hay là nó phát xuất ra từ ở cái tâm tham dục, hay là phát xuất từ ở cái tâm não hại. Cho nên là mình mới khởi lên cái tâm bất thiện. Những cái người mà tu tập chánh niệm thì trong cái mỗi cái lời nói của mình có chánh niệm thì mình phải thấy rõ, biết rõ những điều đó. Lời nói, hành động nữa. Hành động nào mà mình nghĩ rằng chính cái hành động đó nó mang lại đến cho lợi người, lợi mình thì mình nên làm. Còn có lợi cho người mà hại mình cũng không nên. Hoặc là có lợi cho mình mà hại người cũng không nên. Thì do vậy đó, cái người tu thì mình phải thấy là cái hành động nào mà mình có cái lợi cho mình, lợi cho người thì nên làm những việc đó. Mà cái này đó thì quý vị thấy rằng là chỉ có cái chánh niệm, chánh niệm. Chứ còn nếu như chúng ta không cho chánh niệm thì chúng ta không biết nào lỗi lầm hay không lỗi lầm, nên hay không nên, tổn hại hay không tổn hại, mà trong mỗi lúc mỗi nơi. Cho nên trong cái sự tinh tấn của một người đó, ở đây đó Đức Phật ngài nói rằng là một vị tỳ kheo hãy sống với quan nghi chánh hạnh của chính mình, là cả đi đứng nằm ngồi mình đều có cái sự chánh niệm trong đó, không thất niệm. Và luôn luôn là cái tâm mình khi mà có chánh niệm thì nó sẽ là cái yếu tố tốt để tâm định tĩnh, yếu tố tốt tâm để định tĩnh. Khi mà tâm có chánh niệm thì tâm mình dễ an tịnh, tâm mình mới có cái sự cố gắng để có cái sự nhiệt tâm, có cái sự quyết tâm để từ bỏ. Từ bỏ ở đây là gì? Từ bỏ những cái suy tư, những cái tư duy bất thiện, tư duy về dục tư duy, tư duy về hận tư duy, tư duy về hại tư duy. Chỉ có sự quyết tâm đó. Cho nên trong cái sự tinh tấn của một người đó thì chúng ta thấy ở trong 37 phẩm trợ giác ngộ Bodhipakkhiya đó, thì ở đây đó Đức Phật ngài nói ở trong bốn cái sự tinh tấn, tức là một người có cái sự tinh tấn ở đây đó là cái tâm mình hết sức là thận trọng dè dặt, không cho pháp bất thiện sanh khởi. Nó khởi lên cái ý nghĩ là nếu như mà mình có chánh niệm thì mình sẽ nhận biết nó ngay cái ý nghĩ bất thiện, dục tư duy, hận tư duy hoặc là hại tư duy. Cho nên nếu mà mình có chánh niệm thì mình nó khởi lên là mình biết đi, nó khởi lên là mình biết liền. Là như vậy. Cho nên cái sự tinh tấn của một người đó là mình phải thận trọng, cẩn mật, dè dặt cẩn thận, không cho khởi lên cái ý nghĩ bất thiện, cái suy tư bất thiện đó, hay là dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy đó. Rồi cái thứ hai nữa đó là mình phải có một cái sự phải có một cái sự giống như sự thanh lọc loại trừ, thanh lọc để loại trừ, đó cũng sự là sự tinh tấn, thanh lọc loại trừ. Nếu mà mình để cái tư duy ở trong tâm mình á, một cách tồn tại, tư duy những cái pháp bất thiện ở trong tâm mình tồn tại từ ngày này sang tới ngày nọ đó, thì rõ ràng là nó chất chứa. Giống như chúng ta thấy rằng cái lu nước mà nếu như chúng ta cứ chà rửa súc sạch hoài thì cái lu nước nó sạch, nước trong chúng ta đổ vô thì nó sẽ trong. Chúng ta chọn lọc cái nước nó đã trong rồi, sạch rồi, nhưng mà cái lu của chúng ta cũng phải chà rửa thường xuyên,
Chứ nếu chúng ta không chà rửa thì nó đóng rong rêu cặn bụi bùng sình ở trong đó thì không thể nào mà gọi là cái lưu nước sạch được. Ngoài cái yếu nước sạch ra đó thì còn có cái lưu nước phải sạch. Thì cái người mà có chánh niệm ấy, thì mình phải biết thanh lọc, tức là mình phải biết loại trừ những cái tư duy bất thiện. Đã có cái tư duy bất thiện trong thì mình cố gắng loại nó ra nhiều cách lắm. Mình giữ giới cũng là cách để loại, thấy không? Rồi mình cam nhẫn cũng là cách để loại, mình chánh niệm cũng là cách để loại, rồi mình trụ tâm trên một đề mục cũng là cách để loại. Loại trừ để thay thế, loại trừ thay thế hoặc là áp chế bằng thiền định, bằng thiền tập. Thay đó, nếu là tư duy về dục á, dục tham á, thì mình nên quán đi, suy xét đi. Cuộc đời này là vô thường, mình nói vô thường không phải là mình nói mang tính lý thuyết không đâu, mà sự thật ra là vô thường ở đây nó là những cái gì mà thuộc pháp hữu vi thì nó luôn luôn thay đổi, cả mình và người, cả thân và tâm mình nó luôn luôn thay đổi. Cho nên nếu mình có chấp giữ gì đi nữa thì mình cũng chẳng có giữ được cái gì đâu. Chết rồi chúng ta cũng không có đem theo được cái gì. Chúng ta có hơn thua với nhau thì cũng chúng ta cũng thêm đem theo được cái gì. Chỉ có thiện nghiệp và bất thiện nghiệp mà thôi. Mà nếu để chúng ta tích lũy thì chúng ta nên tích lũy những thiện nghiệp đi. Bất thiện nghiệp thì chúng ta nên không nên làm đi. Tránh xa nó đi. Cái câu mà nó trở thành cái câu pháp cú mà nó trở thành cái tôn chỉ của chư Phật á, tôn chỉ của chư Phật đó là không làm các việc ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời chư Phật. Sabbapabbasat akaranam kusala upasambada citta pariyodabbanam etang uttasasanam. Thì cái điều đó Đức Phật này đã dạy vậy đó. Cho nên cái người tu mình á, là làm sao để thanh lọc, loại bỏ những cái tư duy bất thiện. Đó cũng là sự tinh tấn nha. Pháp bất thiện chưa có thì mình phải ngăn chặn, ngăn chặn không cho nó có. Và khi nó đã có xâm nhập vào ở trong tâm mình, mình cứ đeo đẳng, mình cứ dướng dắt vô trong cái dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy hoài thì không nên. Mà bây giờ mình cần phải có cái sự loại bỏ. Đó là mình phải quán về vô thường, quán về bất tịnh nữa. Thể chất là bất tịnh, thân của chúng ta là bất tịnh rồi, người và ta cũng đều là bất tịnh, không có ham đắm gì ở đây. Trong cái thị dục của chính mình thì mình nên bỏ nó đi, mà nên quán về bất tịnh. Quán bất tịnh để chi? Hạ dịu cái lòng tham dục của chính mình xuống. Quán về vô thường để thấy rằng là cái sự sân hận hay là sự tham dục là não hại, nó cũng đều là không có cái nghĩa lý gì hết. Chúng ta bỏ hết tất cả những cái điều gọi là vô thường. Rồi là chúng ta quán về sự khổ. Sự khổ, thấm thía của sự khổ. Và có một cái suy tư ở trong cái sự khổ. Cho nên có cái thân này là khổ rồi, chúng ta cũng không biết là cái đời sống luân hồi chúng ta biết bao nhiêu kiếp để tiếp diễn nè. Mai ra kiếp này chúng ta còn gặp được Phật Pháp đấy. Chúng ta gặp được Phật Pháp rồi, không biết là kiếp sau chúng ta có được tiếp tục để gặp được Phật Pháp để tu tập nữa hay không. Mà đến khi nào mà phiền não chúng ta bị được bào mòn, hết tất cả, và cái công đức tu tập của chúng ta, cái pháp độ ba la mật chúng ta được dày dặn, thì chúng ta mới có thể chứng đắc niết bàn, giải thoát được, thì chúng ta mới tận diệt được sự khổ. Chứ còn không thôi là khổ, khổ nó vẫn tiếp diễn. Chúng ta gẫm nghĩ lại cái kiếp
nhân sinh của mình. Từ khi bắt đầu là chúng ta chào đời, rồi đến khi mà chúng ta hiểu biết nha, nhận thức được cuộc đời này, khi chúng ta trưởng thành, chúng ta nhận thức được cuộc đời này, rồi vui buồn khốn khó như thế này thế nọ, nghịch cảnh thuận cảnh biết bao nhiêu, cũng bắt nguồn từ ở cái việc có thân này thôi. Có thân này, cho nên nó là cũng chỉ là cái pháp đối đãi tương đối với nhau thôi. Mình muốn thoát cái này thì mình lại dướng chấp cái khác, rồi cái sự dướng chấp đó là cái tâm của mình nó dướng chấp bấy nhiêu, thì dướng chấp càng nhiều thì chúng ta càng khổ nhiều, mà dướng chấp ít thì chúng ta khổ ít thôi. Nhưng mà có thân này là còn khổ. Cho nên là trong kinh Phật dạy rằng sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, khẩu cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ. Do rằng chấp thủ năm quẩn cho nên khổ, chấp vô trong cái sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn này nè. Trong cái thân này nè, trong cái thế giới mà gọi là ngũ quẩn này nè, chấp vào trong đó, tôi của tôi, tự ngã của tôi gì đó, thì từ đó chúng ta khổ. Cho nên là cái ông triết gia của Trung Quốc, ông Lão Tử có cái câu là ngô hữu đại hoạn dị ngô hữu thân, ngô nhược vô thân hà hoạn chi hữu. Ta có cái khốn khổ vì ta có thân, nếu ta không thân ta đâu có khổ. Thì giống như Phật chúng ta, Phật dạy là do mình chấp thủ năm quẩn nên là khổ. Điều này muốn nói là gì? Trong một cái đời sống tu tập của chúng ta, đối với cái người tu tập ở trong Phật giáo, thì cái điểm quan trọng nhất là chúng ta làm sao thanh lọc phiền não ở trong tâm của chúng ta. Mà nếu để được thanh lọc thì chúng ta phải loại bỏ bằng cái đời sống, tức là mình tu tập bằng cái đời sống những cái thiện nghiệp khác nhau. Và đồng thời là chúng ta phải cần có cái chánh niệm và có cái sự nhiệt tâm thận trọng trong đó, nhiệt tâm và thận trọng. Cho nên là ở trong, cũng trong kinh Tương Ưng cũng như là trong kinh Pháp Cú, có một cái câu Pháp Cú là tỷ kheo người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, vì tỳ kheo ấy thoát triền. Tức là mình tu tập giới, người có trí phải tu tập giới, rồi nhiệt tâm và thận trọng, hoặc là một vị tỳ kheo là tu tập tâm và tuệ. Đây là nói đến cái phương pháp thiền của chúng ta. Tâm tức là chúng ta trao dồi bằng phương pháp thiền định hay là thiền chỉ. Tuệ tức là tuệ quán, trong cái phương pháp về thiền, tuệ quán của thiền quán hay là thiền tuệ ở trong một cái vị hành giả tu tập. Và nhờ như vậy đó, thì mình mới có thể loại trừ được những cái phiền não. Và cái sự tinh tấn ở đây đó, quý vị thấy rằng cái yếu tố thứ ba mà muốn nói tới, tức là mình làm sao cái thiện pháp của mình chưa có đó, thì mình ráng cố gắng trau dồi và chánh niệm nè. Lúc trước mình có chánh niệm nhiều, bây giờ tu một thời gian thì mình cần phải có cái chánh niệm nhiều hơn. Dòng đời thì nó có bao nhiêu cái sự thay đổi, biến cố của cuộc đời này nó có nhiều cái sự thay đổi lắm quý vị. Tám cái ngọn gió đời, được danh mất danh, được lợi mất lợi, được quyền tước mất quyền tước, được và mất đó, nó bao nhiêu cái sự khổ lị ở trong đời sống. Và đòi hỏi cái người tu của mình cần phải có chánh niệm ở trong mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp. Cuộc sống thì nó có cái sự thăng trầm, và gió đời, tám cái ngọn gió đời đó, nó luôn luôn thay đổi. Và chúng ta hãy bình tâm giữa cuộc đời này. Như vậy thì ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng một cái người tu tập giới đó, là mình trao dồi cái đời sống chánh niệm, rồi mình trao dồi cái đời sống chánh niệm mình qua cái phương pháp thiền tập trong đời sống hàng ngày, thì mình mới có thể là thoát khỏi được cái phiền não ở nội tâm của mình, hay là những cái triền phược ràng buộc của chính mình.
mình có trau dồi tâm và tuệ thì mình mới có thể thoát được những cái pháp ràng buộc, đó là triền cản, những cái pháp ràng buộc đó là triền phược. Cho nên là cái điều đó rất là quan trọng, điều đó là quan trọng. Vì vậy cho nên cái sự tinh tấn ở đây là cái yếu tố thứ ba đó là gì? Yếu tố thứ ba đó là mình làm sao nuôi dưỡng thiện pháp ở trong tâm mình có, tức là niềm tin được vững chắc, tinh tấn luôn luôn được lớn mạnh, chánh niệm và tỉnh giác được đầy đủ, được vững chắc như vậy, thì đó là một trong những cái thiện pháp của mình có, mình nuôi dưỡng càng ngày càng lớn mạnh hơn thêm. Và cái đời sống của mình á, khi mà đã có được những cái thiện pháp ở trong tâm rồi đó, cái yếu tố thứ tư ở đây đó, là một vị hành giả nên giữ gìn nó, giữ gìn như là một bảo vật ở trong nội tâm của mình, không có chi bị mất, không có chi đánh mất nó. Chúng ta không phải vì cái này để đánh mất nó đi, vì cái kia để đánh mất nó đi, mà những cái thiện pháp ở trong tâm mình đã có rồi, đáng cố gắng gìn giữ nó, gìn giữ nó như là một bảo vật. Và sự thật là trong nhiều cái đoạn kinh Đức Phật ngài nói trí tuệ là một bảo vật, hay là niềm tin là một bảo vật, hay là niềm tin là một tài sản. Ví dụ như là tài sản của bậc thánh Thích Thánh Tài đó, tính, giới, văn, tuệ, tàm, quý, vân vân, thí, thì những cái đó là cái tài sản của bậc thánh. Thì cái người tu của mình cũng vậy, mình tập làm sao để mình nó trở thành cái tài sản của chính mình, về tính, niềm tin, rồi về giới hạnh, rồi về cái sự bố thí, rồi về lòng tàm, lòng quý. Cho nên là nãy chúng tôi cũng có nói là như thế này, cái yếu tố của giới đó là do lòng tàm, lòng quý. Cái yếu tố của giới được trong sạch là phải có lòng tàm, lòng quý, hikri ottapa, nếu không có cái đó không được. Bởi vì mình làm một việc gì đó, trong cái lời nói, hành động, cử chỉ, suy nghĩ mình, mình coi mình suy nghĩ như vậy, nó có xứng đáng là một cái người tu hay không. Dù là chúng ta nói là xuất gia là tại gia, nhưng mà mình làm như vậy là mình có xứng đáng hay không, mình nói năng như vậy là có xứng đáng hay không, rồi mình suy nghĩ như vậy là có xứng đáng hay không. Như vậy đó, mình phải biết xấu hổ, biết xấu hổ, biết mắc cỡ, biết xấu hổ với những cái điều lỗi lầm. Bởi vì một cái lỗi lầm dù nhỏ mà để mà mình nhận thức được cái lỗi lầm dù là một khoảnh khắc nhắc nhủi nào đó, lỗi lầm dù nhỏ nhặt đó, cái lỗi nhỏ nhặt ở đây là mình phải có chánh niệm, có chánh niệm từng mỗi chi, mỗi lúc, mỗi nơi. Ngoài ra cái câu là trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần, ở đây muốn nói tức là mình có cái sự suy tư trước khi nói. Nhưng mà ở đó nó không, ở trong Phật giáo, ở trong cái bài kinh này nè, là đòi hỏi một cái người chánh niệm dù là trong khoảnh khắc nào. Cái yếu tố quan trọng là khi mà mình có được cái sự tinh tấn, rồi có được cái sự nhiệt tâm, rồi mình có được cái sự chánh niệm, cái chánh niệm ở trong đời sống, đó là cái lợi lạc cho chúng ta rất là nhiều. Và Đức Phật ngài dạy ở đây đó là đi đứng biết tự chế, nằm ngồi biết tự chế, tỳ kheo biết tự chế, thi co tay dỗi tay, phía trước ngang cùng khắp, xa cho đến tùng tột, bất cứ sanh thú nào ở tại thế giới này, khéo quán sát sanh diệt của tất cả. Sống như vậy nhiệt tâm, tâm chỉ tịnh đúng pháp, tâm an tịnh không động, thường xuyên chuyên học tập, liên tục thường xuyên năng, tỳ kheo được gọi vậy. Có nghĩa là trong mỗi phút, mỗi nơi, trong mỗi lúc, mỗi nơi, vị hành giả cần có cái sự chuyên tâm, nhiệt tâm bằng chánh niệm tỉnh giác. Và khi mà mình sống chánh niệm tỉnh giác ở trong đời sống của mình,
trong mọi cái oai nghi, đi đứng nằm ngồi mình có sự thu thúc như vậy đó, thì chúng tôi nghĩ rằng người đó sẽ có được sự an lạc, an lạc ngay trong đời sống hiện tại này luôn, chứ không phải là ở an lạc đâu xa. Còn nếu như mà mình khống chế không được, giống như chúng ta thấy rằng ai có phim coi phim kiếm hiệp, cái người mà luyện công mà người ta không có khống chế được cái dục tâm của họ, không khống chế được ma tâm họ, thì họ sẽ trở thành điên loạn, sẽ trở thành điên loạn. Thì giống như cái người tu của mình vậy, mà mình không khống chế được cái pháp bất thiện ở nội tâm của mình, thì nó sẽ dùng dậy á, nó sẽ dùng dậy á. Thì nhiều khi rồi chúng ta quánh, trận nào chúng ta quánh cũng thắng á, nhưng mà trận cuối cùng chúng ta thua, xem như chúng ta thua. Thì cái người tu cũng vậy, trong mọi thời khắc, trong mỗi cái lúc nào cũng vậy. Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ cho trong giây lát thấy sư đã rời rung rồi, có lẽ đường nét của sư nó bị trục trặc rồi. Dạ, mà đồng hồ con thấy còn có 2 phút. Dạ, cảm ơn ơi, cảm ơn, có trước máy không, có thể hồi hướng không, chứ sao sư vào lại thì chắc cũng đã hết giờ. Alo, cảm ơn trước máy ha. Nhật Bình kính mời, cảm ơn thỉnh thượng tọa Minh Hạnh. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, con thấy gần hết giờ, con xin hồi hướng. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng tọa. Và con kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Tô sa pang ra khan tô sa pe de vô ta sa pa mu ta nu pa sa da sa thi vong vân tu te. Bhagavato sabba mangalang rakhanto sabbe devata sabba dhamman upasada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakhanto sabbe devata sabba sanghan upavena sada sati bhavantu te. Tất cả phương vương con đến người cầu xin điên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp,
Do nhà oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường định người, cầu xin cho quả có tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh, Thượng tọa Pháp Tăng, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học Pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ đê quá ta, sâm ti vi ha ra hoa si ni. Thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu bu chi ta so thin ga ron te tha vi ha ra mang da le the ra cha mat cha na wa ka cha vit kha vo sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra Sappana puta sukhita pawan tute Chala puja ye pi chanda sampawa Samseda chata thavo papatika Niyani kang thamma warang batit chate Sappe pi lukha sakharantu sankhayang Thatu jirang satang thammo Thamma thara cha bút gà na Sang khô hô tu sa mắc gô vá A tha ya cha hi ta ya cha Am hê rát khan tu sắc thầm mô Sắp bê bi thamma cha ri nô Út thêm sâm phá hu nê ya ma Thamma ri ya ba quê đi tê. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe Pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam, chúng ta trở lại vào rung học Pháp. Kính chào tạm biệt, cấm dân xin xuống nước.